Quý vị và các bạn, đêm 15 tháng 12 năm 2023, mạng xã hội bỗng dậy sóng trước thông tin một cụ bà ở Phú Thọ bị con trai và con dâu đuổi ra khỏi nhà sau khi lừa chiếm hết tài sản và bán đất của cụ. Xuất hiện trong những video được đăng tải là hình ảnh một cụ bà ngồi ăn bên đống gạch cùng di ảnh của người chồng quá cố khiến tất cả không khỏi xót xa. Trong khi đó thì người con dâu cho rằng đó là những hình ảnh được anh em họ hàng dàn dựng với mục đích gây sức ép đối với vợ chồng chị để lấy lại một số tài sản chủ yếu là đất đai sau khi mẹ đã trao tặng cho người con trai duy nhất trong nhà. Và mảnh đất đó cũng đã được bán đi với giá trị xấp xỉ vào khoảng 3 tỷ đồng. Vậy câu chuyện thực tế như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Căn nhà 3 tầng khang trang này là của gia đình anh Vũ Văn Quyết và chị Nguyễn Thị Thanh Lịch tại thôn 6, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Ngay bên cạnh là căn lều mới được hàng xóm của gia đình anh Quyết dựng lên để cho mẹ anh Quyết là bà Nguyễn Thị Loan tạm ở gần một tuần nay sau khi có thông tin bà bị con trai và con dâu đuổi khỏi nhà. Khu đất hơn 600m² gồm một căn nhà xây kiên cố và mảnh vườn này trước đây là nơi sinh sống của gia đình bà Nguyễn Thị Loan. Năm 1998, mảnh đất này được vợ chồng bà Loan tách thành hai phần. Một phần thuộc sở hữu của vợ chồng bà Loan, phần còn lại hơn 300m² cho con trai Vũ Văn Quyết. Sinh được 4 người con gồm một trai và 3 gái. Năm 2011 chồng mất, bà Loan sinh sống cùng gia đình con trai. Cũng trong năm 2021, bà Loan và gia đình anh Quyết làm thủ tục chia lại đất. Vợ chồng anh Quyết sở hữu hơn 300m² quay ra đường lớn như thế này. Phần đất còn lại cùng ngôi nhà được bà Loan trao tặng cho con trai anh Quyết. Tuy vậy, bà Loan cho rằng từ khi cho đi phần đất của mình, gia đình con trai đã thay đổi, không còn chăm sóc bà nữa. Từ đó, bà khởi kiện gia đình anh Quyết để đòi lại mảnh đất. Song tháng 4 năm 2023, tòa án thuyết phục hòa giải và bà Loan rút đơn kiện. Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi bà Loan biết được mảnh đất của anh Quyết đã được bán cho người khác và họ tiến hành xây dựng vào ngày 15 tháng 12. Đặc biệt là mảnh đất này lại mang tên mẹ vợ anh Quyết trước khi được bán. Từ hồi mà đã cho nó rồi, cho con rồi, cho cháu rồi đấy nhá, thì bắt đầu nó cứ sinh sự, hết sinh sự nọ, sinh sự kia. Hết chuyện nọ, chuyện kia. Thì bây giờ tôi mới bảo là tại sao từ trước đến nay chưa cho con mà con không thì nó không xử sự như thế. Mà bây giờ này cho con rồi, cho cháu rồi, nó lại xử sự với mình quá đáng thế này. Trước là có người hỏi tôi là có phải con trai bà bán đất không? Thế thì tôi vẫn chối. Thế thì tôi sáng thứ bảy về rồi tôi mới phát hiện ra là khả năng là nó bán thật rồi. Là con trai bán thật rồi. Cho nên là tôi mới phát hiện ra thế thì tôi có đến hỏi cái người mua ấy là tại sao mà xem có thật thế hay không. Thì cái người mua người ta nói rõ với tôi là có, cháu mua rồi. Cháu mua, cháu lấy được sổ đỏ từ hôm 30 tháng 10 ấy rồi. Thế thì tôi mới ớ người tôi ra, tôi bảo tôi chết. Bây giờ cho con trai để con trai làm cửa làm nhà hay ở về sau này chứ ai lại con lại đem bán thế. Thế thì tôi mới có nói mấy cái người mua ấy thì là như thế. Thì cái người mua người ta lại bảo tôi là đây là danh chứng ngôn thuận, cháu mua của bà Lan Quyền, tức là dâu ra với tôi. Theo bà Loan, từ khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất đai, bà thường hay không ở nhà. Lúc thì sang chăm sóc người mẹ hơn 100 tuổi của mình, lúc thì bà tá túc ở nhà hàng xóm. Để về nhà, thường bà Loan sẽ sử dụng lối đi dưới tầng 1 của căn nhà như thế này. Tuy nhiên, theo bà, cửa nhà luôn khóa và chỉ được mở khi có người ở nhà. Con trai thì về này này, có những lúc tôi đi về thì nó khóa tất cả cửa trên cửa ngoài. Ngay tối hôm xưa đây này là nó để tất cả công an đến nó khóa tất, không có chỗ vào, tôi đành tôi phải ra đống gạch thì tôi ngồi này. Đấy. Có những lúc tôi vẫn đoảng về nhà, đi lang thang đấy nhưng mà vẫn có lúc đoảng về nhà. Bà Loan cho rằng mình bị vợ chồng con trai ngược đãi, không cho sử dụng các đồ trong nhà. Bà cho biết cánh cửa khóa trái này là nơi đựng bình ga. Hay cả khu vực chứa tủ lạnh, máy giặt, đồ thiết yếu của gia đình cũng được khóa lại như thế này. Bà Loan cho rằng khi bà về nhà ở thì người con dâu sẽ đều đi sau giám sát và quay lại hình ảnh của bà để làm bằng chứng rằng vợ chồng con trai không ngược đãi, không đuổi bà ra khỏi nhà.
Đến cả việc đổi mạ cho chồng, bà Loan cho biết cũng không được làm trong nhà mà phải ra ngoài đường. Cái nhà này, từ khi mà xảy ra mâu thuẫn là tôi không dám ở nhà này nữa. Tại vì thế này này, con dâu áp sát vào mẹ, bà đi ở nhờ đấy, bà ở nhờ thằng Chiến đấy. Cái nhà này là hai mẹ con làm đấy. Đấy, cho nên là tôi không dám vào. Khi tôi đổi mộ cho chồng tôi hôm 20-21 tháng vừa rồi đây này, là tôi cũng không dám làm trong nhà. Vì nó nhận nhà nó rồi, nó bảo mình đi ở nhờ, thì mình cũng không dám làm. Tôi tắm này là cái nó cũng rút điện, nó rút cả vòi nước đi, nó lên trên tầng 3 ấy. Hôm rằm tháng 7, con dâu tôi nó cho tôi ăn một miếng thịt vịt. Nó quay lên nó báo cáo. Hôm mùng 1 tháng 8 tôi kiếm mật lưng cơm tôi dỗ mẹ chồng tôi. Nó cũng quay lên nó báo cáo. Hôm tháng giêng vừa rồi đây mùng 8 tháng giêng tôi dỗ chồng tôi. Tôi làm mâm cơm tôi dỗ chồng tôi, nó cũng quay lên nó báo cáo, nó bảo là vợ chồng con cái nhà nó vẫn nuôi dưỡng tôi, vẫn đảm bảo tôi, cho nên là bây giờ tôi không bao giờ tôi nghĩ. Bây giờ nó đưa cái thông tin lên là nó bảo là bây giờ bà về nó nuôi dưỡng tuổi già, ở với nó chung một nhà, ăn cùng mâm, nhưng tôi dính lừa nhiều quá rồi. Tuy vậy, khác với những thông tin bà Loan đưa ra, thì người con dâu Nguyễn Thị Thanh Lịch lại cho rằng không có việc gia đình chị này đuổi bà ra khỏi nhà hay ngược đãi bà Loan. Rất nhiều lần gia đình thuyết phục bà quay trở về nhà, nhưng bà Loan nhất quyết không về. Kể cả từ trước mẹ tôi kiện tôi 2 lần lên tòa, 1 lần lên huyện, 1 lần xuống tỉnh, tòa án đều bác đơn bà đòi đất không đúng với quy định của pháp luật. Thế nhưng cái đạo đức về thì mẹ tôi chuyên môn mẹ tôi gây để cho tôi bức xúc, để chúng tôi để nói lại mẹ tôi, để mẹ tôi cho rằng là gọi người đến để là ngược đãi với cha mẹ đấy. Thế nên là tôi rất nhịn nhục, tôi mời mẹ tôi là về ở với chúng tôi thì mẹ tôi bảo là tao mà về ở với mày thì tao nhục lắm. Tôi bảo là ai cũng có cái va chạm, không ai không. Thế bây giờ mẹ cứ nghĩ thế, không việc gì mẹ phải nghĩ thế cả. Một tí nhỏ nhoi không có đáng là bao nhiêu mà để làm ra những cái việc xích mích rất to. Đây là những hình ảnh thường ngày của bà Loan được chị Lịch, con dâu bà Loan, trích từ camera. Vào rằm tháng 7 năm 2022, gia đình anh Quyết, chị Lịch và bà Loan vẫn sinh hoạt chung với nhau. Những lần bà Loan mâu thuẫn, to tiếng với con trai trong năm 2023 cũng được camera ghi lại như thế này. Thông tin bà Loan cho rằng ngày đổi mạ cho chồng, bà cũng không được làm dỗ trong nhà thì chị Lịch đã cung cấp những hình ảnh này. Theo đó, ngày đổi mạ cho chồng, bà Loan và các con gái của bà vẫn tổ chức làm lễ trong căn nhà như thế này. Còn trước thông tin cho rằng con dâu bà Loan đã cắt quần áo, cắt điện nước sinh hoạt hay khóa những nơi chứa đồ dùng thiết yếu để không cho bà Loan sử dụng thì chị Lịch lại hoàn toàn phủ nhận. Nhà tôi thì chúng tôi đi làm công ty hết, chúng tôi không có nhà. Thế thì mẹ tôi về đến nhà là mẹ tôi mở hết 3 cái cửa, mẹ tôi mở tất ra suốt ngày như thế. Thì chúng tôi không có nhà thì không thể bảo đảm được cái tài sản của chúng tôi và cái vật dụng để chúng cái đồ ăn uống của chúng tôi không thể đảm bảo được. Biết đâu rằng mẹ con mâu thuẫn, mẹ tôi không làm nhưng người khác người ta sẽ làm những cái việc. Thế chúng bây giờ người ta cho cái gì vào thì chúng tôi đi làm về ăn uống vào thì xảy ra những cái việc đó thì ai là người chịu trách nhiệm? Chúng tôi thiệt mạng chứ. Thế nên là chúng tôi phải bảo đảm cái cuộc sống của chúng tôi. Chứ còn tôi vẫn nói rằng là thức ăn ở tủ mẹ cứ lấy mẹ nấu. Gạo đấy mẹ cứ lấy mẹ ăn. Mẹ tôi nói rằng là tao không thèm. Tao không sống người ghét của yêu. Đấy.
Tôi nói nguyên văn như thế, mẹ tôi nói như nào tôi nói lại nguyên văn như thế. Còn nếu tôi nói sai, tôi hoàn toàn chịu với pháp luật. Vào ngày 15 tháng 12, rất nhiều người đã tràn vào nhà vợ chồng anh Quyết, chị Lịch vì cho rằng chị này đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà. Cùng với việc vợ chồng anh Quyết đã sang tên miếng đất của mình cho mẹ vợ đã khiến bà Loan vô cùng bức xúc. Trước rất nhiều dị nghị về việc vì sao mảnh đất của vợ chồng bà Loan cho anh Quyết về sau lại mang tên mẹ vợ anh Quyết, thì chị Lịch thừa nhận thông tin này là đúng. Tuy nhiên, chị lại lý giải rằng việc sang tên cho mẹ đẻ theo hình thức cho tặng và làm việc đó là để bảo vệ phần tài sản của vợ chồng mình trước việc bị mẹ chồng suốt ngày đòi đất. Tôi đã cho tặng mẹ tôi và gửi tài sản thôi. Cái này nguyên nhân nảy sinh xuất phát là cũng vì là chúng tôi có tài sản thì chúng tôi bán. Thì mẹ tôi bảo là không cho bán. Thì bây giờ mẹ tôi giữ lại và mẹ tôi sinh sự ra là đi nói với dân làng là chúng tôi sống đối xử với bà không ra gì. Đấy, cướp bán tài sản của bà. Thế nhưng thực tế là tài sản của chồng tôi. Chứ còn tài sản của bà thì bà cho cháu nội, thì vẫn đất của bà cho cháu nội đấy. Thì bây giờ bà đi kiện vợ chồng nhà tôi để đòi đòi đất của vợ chồng nhà tôi. Mẹ tôi đi kiện tôi, thế bây giờ tôi cũng nghĩ là để tôi giữ tài sản thôi. Đấy, thế thì bây giờ cứ mỗi năm mẹ tôi đi xuống kiện lên huyện, xuống tỉnh, đến lúc tỉnh bên kiểm sát người ta tuyên bác đơn, tòa án hỏi là thế bây giờ có hai phương án, bà rút đơn hay bà vẫn cứ để chúng tôi xử tiếp. Thế thì mẹ tôi bảo là thế thôi cho tôi xin rút đơn. Thế tôi rút đơn thì tôi có quyền khởi kiện lại nữa không? Tòa án nói bất kỳ lúc nào bà muốn khởi kiện lại, bà vẫn có quyền khởi kiện. Thế thì về thì bây giờ cứ mẹ tôi cứ gây những cái mâu thuẫn đối với chúng tôi để mẹ tôi làm những cái để chúng tôi cư xử để nó cho nó không đúng với mẹ tôi, để mẹ tôi cho rằng là gọi người đến là bảo là đây chúng nó ăn ở với chúng tôi không ra gì ngược đãi. Nhưng tôi rất là cắn răng nhưng khi tôi nghĩ rằng tôi không thể bảo đảm được cái tài sản của tôi nữa thì không thể giữ được thì tôi bán. Sau khi mảnh đất được nhiều người dân cho rằng mẹ chị Lịch đã bán xấp xỉ 3 tỷ đồng khiến bà Loan nghi ngờ việc mua bán không đúng pháp luật, thì chị Lịch cho rằng việc mua bán này là hợp pháp. Cái việc mua bán thì chúng tôi mua bán đúng với pháp luật, giấy tờ và chúng tôi sẽ làm đúng với pháp luật. Thế còn bây giờ cái việc là chúng tôi, mẹ tôi mua và bán cho ông đấy thì bà tôi mới bảo là bây giờ cái quyền sử dụng là của chúng tôi, đất của chúng tôi, tài sản của chúng tôi có quyền bán, mua bán. Đấy, cứ đúng với pháp luật là được. Thế còn tôi không làm sai, nếu tôi làm sai thì tôi hoàn toàn chịu với pháp luật. Thế còn cái đúng là mẹ tôi thấy tôi bán đất cho ông Điền thì mẹ tôi mới bê cơm ra ngoài đấy, mẹ tôi ngồi, mẹ tôi mới làm những cái việc như thế. Sau vụ việc nhiều người dân kéo đến phản đối vì cho rằng vợ chồng anh Quyết đuổi mẹ già ra khỏi nhà, chị Lịch phải lánh về nhà bố mẹ đẻ ở, không dám trở về sống với chồng con. Trước sự việc phức tạp được cho là từ mâu thuẫn đất đai, khi ngày 15 tháng 12 năm 2023, chính quyền xã Đỗ Xuyên nhận được báo cáo của công an xã về việc có công dân chở vật liệu đến xây dựng trên mảnh đất mẹ ruột chị Lịch đã bán, nhưng bà Loan từ đâu về, thấy sự việc và nhất quyết ngăn chặn. Tuy nhiên, phía người chủ hiện tại của thửa đất đem vật liệu đến thì khẳng định đất của họ đã có sổ hồng chính chủ. Cũng từ lúc đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm những hình ảnh cho rằng vợ chồng anh Quyết, chị Lịch chiếm hết đất đai và đuổi mẹ ra khỏi nhà giữa đêm khuya thời điểm cận Tết. Ông Ngô Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba cho biết, sự việc mua bán sang tên sổ hồng của gia đình chị Lịch không qua chính quyền địa phương nên xã không nắm được. Khẳng định rằng sau khi mà thứ ngày thứ bảy nó nắm bắt thì cái đất này thì cũng đã được sang tên rồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái hộ mà chở gạch đó. Thế thì cũng báo cáo thật các ông chí là và cái giấy trong cái giấy chứng nhận đó ký được ngày 30 tháng 10. Và bà Loan cũng có cái đơn gửi về địa phương là đề nghị là ủy ban kiến nghị ủy ban nhân xã là
không làm cái thủ tục chuyển nhượng tặng cho trên cái mảnh đất đó bất cứ ai. Thì ủy ban cũng chỉ biết tiếp nhận đơn thôi. Nếu như đến thì cũng sẽ mời bà Loan cùng với anh chị là con dâu con trai đến để làm ít nhất phải chốt cái biên bản. Nhưng mà cái này thì báo cáo với các đồng chí là gia đình người ta làm hoàn toàn là qua cái văn phòng công chức. Thì văn phòng công chứng thì sẽ làm việc với văn phòng đăng ký đất đai. Thế thì là do đó là về cái việc là sang tên chuyển nhượng cái đất này là ủy ban nhân xã không nắm được. Lãnh đạo xã Đỗ Xuyên cho biết, tháng 9 năm 2023, gia đình anh Quyết, chị Lịch từng gửi đơn đề nghị chính quyền giúp đỡ, thuyết phục bà Loan quay về nhà sống cùng con cháu. Ủy ban nhân dân xã Đỗ Xuyên cũng đã đứng ra tổ chức buổi gặp mặt để hòa giải, nhưng bà Loan không đến. Theo vị chủ tịch xã, sau ngày 15 tháng 12, một số người dân tự đứng đơn tố cáo vợ chồng anh Quyết, chị Lịch bạc đãi với bà Loan. Hiện sự việc đang được các cơ quan vào cuộc xác minh và xử lý theo pháp luật nếu có. Để mà xác minh được là bạc đãi hay không thì cũng có một số bà con dân là ký vào cái đơn để mà xác minh cái việc này. Và cái này thì cũng xin báo cáo với các đồng chí nhà báo là cái này thì khi chưa có kết luận thì ủy ban nhân xã cũng không dám khẳng định rằng là có, hoặc cũng chưa khẳng định là không, thì chờ cái kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Là ngày 10 tháng 9 thì ủy ban xã nhận được cái đơn đề nghị của con trai và con rể bà Loan, cũng đề nghị là chính quyền địa phương các cấp các ngành do cái mẹ con cũng là mâu thuẫn giận dỗi thì cũng đề nghị là sẽ tổ chức cái hội nghị để vận động tuyên truyền để bà Loan về ở với con trai con dâu. Và đến ngày 18 tháng 10 năm 2023 thì ủy ban nhân xã phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, thế rồi tiểu ban mặt trận khu dân cư ở khu 6, ông trưởng khu, rồi hội người chi hội người cao tuổi ở khu mời chỗ bà Loan cùng con dâu con trai về để động viên thuyết phục. Nhưng hôm đó thì bà Loan cũng không về. Thưa quý vị, câu chuyện vẫn chưa có hồi kết và sự thật như thế nào thì tất cả sẽ được các cơ quan chức năng vào cuộc. Tuy nhiên một lần nữa, những ảnh hưởng từ mạng xã hội khi thông tin chưa rõ ràng đã gây xáo động trên khắp cả nước. Với xã Đỗ Xuyên, mấy ngày hôm nay thì ở khu vực thôn 6 luôn chật kín người. Người hiểu chuyện thì ít, mà người hóng chuyện thì nhiều, gây ra một sự lộn xộn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương này. Dù thế nào thì ở đây cũng là một bài học đau xót trong cách ứng xử giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và có lẽ đó cũng là câu chuyện muôn thuở. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về sự việc hy hữu này trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.